Production. Có bao giờ mà mày tự nghĩ bản thân mày quá lời nhát? Có bao giờ mày tự nghĩ đổi những vết sẹo qua những việc làm ở tuổi 21 không phải chỗ cho mày ngồi đó? Những thằng bạn vẫn đang mải miết thì nhìn mày vẫn chân tại chỗ. Sao mày không tự nghĩ bố và mẹ vất vả tất cả vì ai? Những đồng lương lo cuối tháng còn phải giữ ra cho mày xài. Tao không nói là mày bất hiếu, nhưng đã đến lúc phải lớn, đã đến lúc mày phải tự đứng dậy khi trượt ngã trên đoạn đường chân. Mày cứ nghĩ là mày đi được, mày cứ nghĩ là mày đủ khôn. Mày đòi đánh thằng này thằng kia, có nghĩ đến hệ lụy hay không? Đời đưa đẩy mày có sôi nổi khi vỏ bọc vẫn là cha mẹ chịu gian chịu khó vì mày. Làm lũ nhăn nhau từng lớp da dày, có đáng không những sự hy sinh vì mày? Cũng đã đến lúc già yếu lấy ai ra để ngăn cản mày khi những lúc mày không biết điều? Có đáng không những sự hy sinh vì mày? Cũng đến lúc phải già yếu lấy ai ra để ngăn cản mày khi những lúc ta không còn bé như lúc xưa? Ta phải chảy khổ nước đắng cay, nào ai biết con đường sau này sẽ ra sao hay chẳng tay. May mắn thay ta có gia đình vẫn luôn chống đỡ ta đứng dậy. Ta phải luôn cố gắng, những thành quả phải cố nằm đấy. Ta không còn bé như lúc xưa, ta phải chảy khổ nước đắng cay, nào ai biết con đường sau này sẽ ra sao hay chẳng tay. May mắn thay ta có gia đình vẫn luôn chống đỡ ta đứng dậy. Ta phải luôn cố gắng, những thành quả phải cố nằm đấy. Mày cầm cúi vào cái màn hình, đến bữa trưa còn không thèm ăn. Mày chia sẻ ở trên Facebook thương người miền lũ không nhà đòi ăn. Vậy tao hỏi suy nghĩ của mày là gì, có đáng những gì mày có? Những cực khổ mà ai phải chịu mang về bữa cơm để cho mày no? Mày luôn thích cuộc sống nhàn hạ khi tuổi chỉ tròn 21. Mày luôn dựa dẫm vào mẹ mỗi khi bố chửi để dạy dỗ. Từng ngày cứ thế trôi qua, mày đổi nhận thức nhưng không chịu lớn. Cái tuổi thanh xuân đâu dài đằng đẵng để những cơ hội mày luôn bỏ lỡ. Tất nhiên ở trên đời này ai cũng muốn mình được nhàn hạ, nhưng mày phải hiểu họ đã đánh đổi bằng rất nhiều thứ để đổi lại. Họ mua niềm vui bằng cực khổ, họ đổ nước mắt để bình yên khi chỉ tay trắng họ làm nên bằng một trái tim không có yếu mềm. Cuộc sống còn quá bao la, những gì ta phải trải qua. Ta không còn bé như lúc xưa, phải tập đương đầu cùng vất vả. Hãy thả ra con quỷ lời nhắn ở sâu trong mày để thắp sáng trong những hy vọng cả chặng đường dài sau. Ta không còn bé như lúc xưa, ta phải chảy khổ nước đắng cay, nào ai biết con đường sau này sẽ ra sao hay chẳng tay. May mắn thay ta có gia đình vẫn luôn chống đỡ ta đứng dậy. Ta phải luôn cố gắng, những thành quả phải cố nằm đấy. Ta không còn bé như lúc xưa, ta phải chảy khổ nước đắng cay, nào ai biết con đường sau này sẽ ra.